Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Khánh Hòa tối nay, thứ ba ngày 23 tháng 7, 2024 với những nội dung đang chú ý sau. Xã Diên Điền, Quỳnh Dân Khánh, nhiều đối thay sau chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trường các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 77 năm ngày thứ bởi lịch sĩ 27 tháng 7, thông báo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc treo cờ rủ và dừng các hoạt động vui chơi giải trí trong những ngày lễ quốc tang, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực hiện thông cáo đặc biệt ngày 20 tháng 7, 2024 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, về lễ quốc tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực hiện công văn số 3395 CVTU ngày 22 tháng 7 2024 của tỉnh ủy Khánh Hòa về thực hiện lễ quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo đến tất cả các cơ quan đảng, đoàn thể nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang, các địa phương đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, treo cờ trũ và dừng khoảng tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật, thi đấu thể thao và các hoạt động vui chơi giải trí công cộng khác trong hai ngày, quốc tang 25 và 26 tháng 7 2024. Nghi thức treo cờ trũ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 105 2012 ndcb ngày 17 tháng 12 2012 của Chính phủ. Treo cờ trũ có giải băng tang có kích thước bằng 1 phần 10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2 phần 3 chiều dài của cột cờ, dùng băng vải đen, buộc không để cờ bay. Yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 5 2016, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm xã Dương Điền, huyện Diên Khánh, nghe địa phương báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, cũng như việc triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới trên địa bàn xã. Dù thời gian làm việc cấp rút, song những lời nói, động viên, sự định hướng sâu sát của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thời điểm đó đã trở thành động lực tiếp thêm sức mạnh để người dân, chính quyền xã Dương Điền vươn lên phát triển kinh tế, thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao chất lượng, đời sống của người dân. Về thăm xã Dương Điền, một địa phương giàu truyền thống cách mạng và có tiềm năng để phát triển kinh tế của huyện Giới Khánh, tỉnh Cách Hòa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi nhiều nơi trực tiếp gặp gỡ nhân dân trong xã để trò chuyện, hỏi han về đời sống của bà con. Cuộc gặp gỡ dù ngắn ngủi nhưng đã để lại trong lòng nhân dân Chiên Điền cảm nhận sâu sắc về một người lãnh đạo giản dị, gần gũi mà vô cùng ấm áp. Trong buổi làm việc với Đảng bộ chính quyền xã Chiên Điền, sau khi nghe báo cáo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những đánh giá hết sức cụ thể, sâu sắc về tình hình của xã. Trong đó, Tổng Bí thư đã nêu lên một số khó khăn hạn chế của địa phương thời điểm đó như toàn xã có đến 121 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,8% dân số, thu nhập bình quân đầu người mới đạt hơn 28 triệu đồng mỗi người một năm. Là một địa phương với nhiều lợi thế khi nằm gần với thành phố Đà Trang, nhưng xã Diên Điền mới chỉ đạt 13 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Với tầm nhìn bao quát, tư duy nhạy bén, Tổng Bí thư đã gợi mở định hướng một số vấn đề mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Diên Điền nói riêng và huyện Diên Khánh nói chung cần tập trung thực hiện để nâng cao đời sống người dân thì tôi cứ băn khoăn mãi ấy nấy là không biết thế này nó hết tiềm năng thế mạnh phát triển của ta chưa một cái xã một cái huyện ngay sát nách với là nha trang đang phát triển thế này thì tương lai muốn hay không theo quy luật phát triển tự nhiên khách quan thôi chắc là diên khánh của chúng ta sẽ trở thành rồi thì như vậy phải nghĩ đến công nghiệp hóa thế nào để nó lại không mâu thuẫn với lại du lịch và dịch vụ để giữ được cái môi trường và thích ứng với cái biến đổi khí hậu. Chúng ta xây dựng nông thôn mới nhưng nghĩ luôn đến cái hướng đô thị hóa. Hy vọng là với cái truyền thống lịch sử văn hóa cách mạng của chúng ta như thế này, với những bước phát triển đã có được như ngày nay, thì Diên Điền nói riêng và Diên Khánh nói chung sắp tới sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn thẩm nhuận lời động viên căn dặn của tổng bí thư những năm qua đảng bộ chính quyền và nhân dân xã diên điền nỗ lực phấn đấu vượt khó khăn triển khai nhiều giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong đó xã đã tích cực vận động nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác xã xây dựng nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả đồng thời đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn nông nghiệp với phát triển dịch vụ du lịch tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị Đến nay, Diên Điền đã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Từ khi uh, bác Nguyễn Phú Trọng về địa phương năm 2016, thì đối nên nói chung đến nay là cái tình hình phát triển kinh tế ở thôn bà con ở khu ở thôn nên là phát triển rất là mạnh uh, cơ kể vấn đề đường, đường làng ngõ sớm uh, thì cũng phát triển nhà cửa rồi các nhà văn hóa thôn được gọi là trang bị đầy đủ uh, đường làng ngõ sớm thì uh, Ừ, sẽ mà bà con rất là, rất, là, rất là tín nhiệm phải nói là qua thời gian bác trọng về thăm ở gia đình các hộ dân ở trung trung một thì phải nói dân người ta rất là rất là, rất là phấn khởi phát huy nó là bác trọng rất là, rất là, mực Thu nhập bình quân đầu người của xã hiện đã đạt 56 triệu đồng mỗi người một năm, tăng gấp đôi so với năm 2016. Tỷ lệ hôn nghèo đa chiều giảm chỉ còn 1,63%. Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, khu vực nông thôn phát triển nhanh, nổi bật nhất là hệ thống đường giao thông, các thiết chế văn hóa, thể thao, cơ sở tạo ra diện mạo mới cho khu vực nông thôn của xã. À, bác Nguyễn Phú Công về làm việc với địa phương thì đề nghị chủ địa phương cũng thực hiện các cái chính sách về an sinh xã hội, các cái gia đình quan tâm đến các cái gia đình chính sách cũng như là các cái đối tượng là bảo trợ xã hội, rồi từ thời gian đó đến nay thì sẽ tập trung uh, quan tâm đến công tác an sinh xã hội cũng như là phát triển uh, cái uh, kinh tế xã hội của địa phương cũng như là uh, làm sao để đảm bảo cái uh, đời sống vật chất và tinh thần cho người dân uh, hiện nay thì theo uh, sự chỉ đạo của huyện ủy cũng như ủy ban nhân huyện thì chọn xã yên Liên là sẽ thực hiện uh, cái các, các cái tiêu chí để được phát triển lên uh, đô thị lên thành phố vào năm 2025 và đồng thời là cũng là sẽ à, thực hiện theo cái nông thôn mới kiểu mẫu. Dù trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Dương Điền, nhân dân xã Dương Điền luôn ghi nhớ tình cảm mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành cho địa phương. Những lời căn dặn của đồng chí luôn là kim chỉ nam để xã Dương Điền phấn đấu vươn lên trở thành địa phương phát triển nhanh bền vững của huyện Chị Khánh. Cũng từ đây, nhân dân càng có thêm niềm tin son sắc vào sự lãnh đạo của đảng, nhà nước với tấm gương sáng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày thứ binh lịch sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2024, Sáng nay, ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đã dẫn đầu các đoàn đại biểu của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh các lực lượng vũ trang và đoàn đại biểu thành phố nha trang đến đặt vòng hoa dân hương tại nghĩa trang liệt sĩ hòn dung thành phố nha trang trong không khí trang nghiêm thành kính các đại biểu đã đặt vòng hoa dân hương và dành một phút mặc niệm tỏ lòng biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước sau lễ viếng tại nghĩa trang liệt sĩ hoàng dung các đại biểu đã đến dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại điện thờ tháp trầm hương thành phố nha trang phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa của dân tộc năm nay tỉnh triển khai nhiều hoạt động tri ân kỷ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sĩ như lễ chào cờ tháng 7 với chủ đề phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa dân hương dân hoa và thắp nến tri ân ở các nghĩa trang liệt sĩ tổ chức nhiều đoàn lãnh đạo tỉnh đến thăm hỏi tặng quà tri ân 80 gia đình người có công tiêu biểu và các đơn vị nuôi dưỡng chăm sóc người có công đơn vị điều trị bệnh thuộc quân đội và công an Toàn tỉnh hiện đang quản lý 55.312 hồ sơ người có công với cách mạng. Tổng số đối tượng được chi trả trợ cấp hàng tháng là 5.999 đối tượng, với số tiền trợ cấp là gần 13 tỷ đồng một tháng. Từ đầu năm đến nay, đã thực hiện giải quyết 322 hồ sơ thuộc lĩnh vực người có công, đảm bảo đúng quy định, theo thủ tục hành chính liên thông 3 cấp, liên thông 2 cấp. Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà các gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu tại thành phố Nhà Trang đoàn của Bí thư tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà anh hùng lực lượng vũ trang Lê Thị Minh Hạnh, sinh năm 1949, thương binh hạng 3 trên 4, nguyên phó trưởng phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh Khánh Hòa. Ông Nguyễn Hải Ninh bày tỏ lòng biết ơn và ghi nhận những chiến công đóng góp của anh hùng lực lượng vũ trang Lê Thị Minh Hạnh và các thế hệ đi trước đã dành cả tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tiếp đó, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Minh Thủy, sinh năm 1963, nguyên y tá tại Bệnh xá Công an tỉnh Khánh Hòa. Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Minh Thủy có chồng là liệt sĩ Dương Văn Thanh, hy sinh tháng 4 năm 2005, và con trai là liệt sĩ Dương Lê Minh, hy sinh tháng 10 năm 2016. Tại những nơi đến thăm, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh khẳng định, đảng, nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc sáng nay ông nguyễn tấn tuân phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà cho bốn gia đình chính sách tiêu biểu tại huyện di khánh tại các gia đình ông nguyễn tấn tuân ân cần thăm hỏi sức khỏe bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các gia đình người có công trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng giành độc lập dân tộc đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng động viên giáo dục con cháu nỗ lực học tập phát triển kinh tế đóng góp công sức cho sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước cũng trong sáng nay, đồng chí Hà Quý Trị, Phó Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà năm gia đình chính sách, người có công giúp đỡ cách mạng trên địa bàn xã Cam Hòa và xã Cam Tân của huyện Cẩm Lâm. Tại các gia đình, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hà Quốc Trị đang cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của người có công với cách mạng, người hoạt động kháng chiến thương binh, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc đảng, nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp hy sinh của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên, giáo dục con cháu tích cực học tập, phát triển kinh tế và xây dựng quê hương đất nước. Đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đến các gia đình chính sách, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với cách mạng. Chiều cùng ngày, ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang, đã dẫn đầu đoàn đại biểu đi thăm tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn. Tại các gia đình đến thăm, Bí thư Thành ủy Hồ Văn Mừng đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh đã không tiếc hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do của dân tộc. Qua đây, mong muốn các gia đình luôn giữ vững và phát huy truyền thống yêu nước cách mạng, là tấm gương sáng để giáo dục thế hệ trẻ ra sức học tập, đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Nha Trang Khánh Hòa ngày càng phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Cùng ngày, thành phố Nha Trang cũng đã tổ chức các đoàn đi thăm tặng quà tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024. Tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác, chiều nay đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 19, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chủ trì phiên họp lần thứ nhất của tiểu ban. Tiểu ban nhân sự gồm 6 thành viên có nhiệm vụ xây dựng dự thảo các đề án, phương án, kế hoạch liên quan đến công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 19 nhiệm kỳ 2025-2030. Cụ thể như xây dựng đề án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ tỉnh ủy, đề án nhân sự Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, báo cáo tổng kết công tác nhân sự và phương hướng công tác nhân sự đại hội. Tại phiên họp lần thứ nhất, Tiểu ban nhân sự xem xét, thông qua kết quả công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của tiểu ban. Các thành viên đã đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch hoạt động của tiểu ban nhân sự, quy chế làm việc của tiểu ban nhân sự và tổ chức việc tiểu ban nhân sự đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Anh Ninh đề nghị các thành viên tiểu ban nhân sự nắm bắt, nắm chắc những hướng dẫn, quy định mới của chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, cần làm sớm công tác thẩm tra cán bộ để thực hiện quy trình bổ sung quy hoạch nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp cùng một số nội dung khác. Cũng trong chiều nay tại Nha Trang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hữu Hoàng chủ trì buổi làm việc với các thành viên Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, gọi tắt là Ban chỉ đạo 389 tỉnh Khánh Hòa, để đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai dịch vụ công tác 6 tháng cuối năm. 6 tháng đầu năm 2024, các lực lượng chức năng trong Ban chỉ đạo 389 tỉnh đã phát hiện và xử lý hơn 750 vụ vi phạm buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả, giảm 66 vụ so với cùng kỳ năm ngoái, Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 127 tỷ đồng, tăng hơn 36%, chủ yếu tiền phạt bổ sung, truy thu thuế và phạt vi phạm hành chính. Xử lý hình sự 19 vụ với 25 đối tượng, tăng 10 vụ so với cùng kỳ. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hữu Hoàng đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo 389 tăng cường kiểm tra phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi mua bán, vận chuyển hàng cấm, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận về nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các hành vi vi phạm trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, mua bán, trao đổi hàng hóa trên sàn giao dịch thương mại điện tử, các trang mạng xã hội chống đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý, gây bất ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, kiểm tra an toàn thực phẩm dịp lễ hội Tết Trung Thu năm 2024, tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ khu vực cảng biển, cá ăn không, đặc biệt là nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, xăng dầu, vàng, thuốc lá, thuốc lá điện tử. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng thống nhất kế hoạch sẽ tổ chức tập huấn, hội thảo về phòng chống gian lận thương mại điện tử, tăng cường tuyên truyền của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, biểu dương gương điển hình trong lực lượng ban chỉ đạo 389. Chiều cùng ngày, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và tiến hành kỷ luật đảng trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm, Ban thường vụ Đảng ủy khối và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo tiến độ đề ra, kịp thời tổ chức phổ biến, quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương của cấp trên về lĩnh vực kiểm tra, giám sát và tiến hành kỷ luật đảng. Cũng trong 6 tháng qua, Ban thường vụ Đảng ủy khối thành lập hai đoàn kiểm tra, thực hiện kiểm tra đối với năm đảng ủy cơ sở, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với năm đảng viên thuộc ba tổ chức cơ sở đảng. Kết quả đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với hai trường hợp. Bên cạnh đó, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối đang triển khai thực hiện quy trình kiểm tra đối với ba đảng ủy cơ sở, đồng thời thực hiện giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên trong phạm vi quản lý, tiếp nhận xử lý đơn thư giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên và vân. Lớp tập huấn nâng cao kỹ năng cho thành viên tổ công nghệ số cộng đồng và triển khai đề án 06 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024 được Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức trong ngày hôm nay tại thành phố Nha Trang với 150 đại biểu tham dự. Tại lớp tập huấn, các học viên đại diện cho các tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn toàn tỉnh được các chuyên gia truyền đạt hướng dẫn các kỹ năng về chuyên môn và một số kỹ năng mềm để vận dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền các quy định, chính sách đến người dân, hướng dẫn cho người dân sử dụng các ứng dụng nền tảng số. Sau gần 2 năm thành lập, đến nay trên địa bàn tỉnh có 943 tổ công nghệ số cộng đồng và triển khai đề án 06 với hơn 7.800 thành viên. Các tổ hiện tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân về cách thức nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trên cổng dịch vụ công. Được biết, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cũng đang triển khai hai khóa đào tạo mở về khung kỹ năng số cơ bản và khung kỹ năng an toàn số trên nền tảng học trực tuyến mở MOOCS do Bộ Thông tin và Truyền thông dành cho các thành viên các tổ và người dân trên địa bàn tỉnh. Diễn đàn Phụ nữ với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo được Công đoàn Trường Đại học Nhà Trang phối hợp tri hội Nữ trí thức tỉnh Khánh Hòa tổ chức vào sáng nay với sự tham dự của gần 100 đại biểu. Diễn đàn tập trung trao đổi các nội dung về kinh nghiệm triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và cấp bộ. Sáng nay, trong ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, đồng hành cùng sinh viên nghiên cứu khoa học khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học đổi mới sáng tạo, giới nữ đã và đang khẳng định được vị thế vai trò của mình, xứng đáng được xã hội và cộng đồng ghi nhận tôn vinh diễn đàn nhằm góp phần kết nối, chia sẻ và thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa đội ngũ nữ trí thức tỉnh Khánh Hòa. Tiếp tục với các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 tại các địa phương trong toàn tỉnh. Chiều nay, bà Trần Thu Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Cánh Hòa, cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà 11 gia đình có công cách mạng ở thị xã Ninh Hòa. Tại những nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, bà Trần Thu Mai đã ân cần thăm hỏi các gia đình, bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp của các gia đình cho sự nghiệp cách mạng của đất nước và độc lập tự do cho dân tộc. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên giáo dục con cháu nỗ lực học tập, phát triển kinh tế, đóng góp công sức cho sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước. Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã dẫn đầu đoàn công tác đi thăm tặng quà 10 gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn xã Cánh Nam và thị trấn Cát Vĩnh, huyện Cát Vĩnh. Tại các nơi đến thăm, đoàn công tác đã bày tỏ sự biết ơn, lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, công hiến của thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước đồng thời mong muốn các gia đình vượt lên trên những khó khăn luôn gương mẫu giáo dục thế hệ trẻ tích cực học tập chăm lo sản xuất phát triển kinh tế để đóng góp chung vào sự phát triển của địa phương và của tỉnh còn trong sáng nay, huyện Khánh Vĩnh đã tổ chức lễ truy điệu và an táng ba hải cốt liệt sĩ chưa biết tên tại nghĩa trang liệt sĩ huyện. Trước đó, sau khi có thông tin về địa điểm nơi chôn cất các phần mộ liệt sĩ trên địa bàn xã Khánh Phú, Ban chỉ đạo 24 huyện Khánh Vĩnh đã phối hợp với Ban chỉ đạo 515 tỉnh Khánh Hòa tiến hành khảo sát, thu thập tài liệu cũng như lấy thông tin từ nhân chứng làm căn cứ xác định mộ liệt sĩ. Theo thông tin của các nhân chứng cho biết, có 7 liệt sĩ hy sinh chung cất ban đầu tại khu vực Bệnh Xá và đội Ông Đốc thuộc xã Sông Cầu, huyện Vĩnh Sơn Cũ. Nay là khu vực Giang Bay, thôn Ngã Hai, xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh. Lực lượng chức năng đã tổ chức khai quật các vị trí và tìm được 3 hài cốt. Hiện danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn chưa được xác định. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, sáng nay thành ủy Cam Ranh đã tổ chức các đoàn công tác đi thăm và tặng quà 15 gia đình chính sách người có công với cách mạng tiêu biểu tại phường Cam Phúc Bắc phường Cáp Nghĩa và xã Cáp Thành Nam. Tại những nơi đến thăm, đại diện đoàn công tác đơn cần thăm hỏi sức khỏe các gia đình, bày tỏ tình cảm, ghi nhận những đóng góp to lớn của các gia đình thương binh trong các cuộc kháng chiến cũng như trong xây dựng bảo vệ tổ quốc. Mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là những tấm gương sáng, chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vận động con cháu trong gia đình khắc phục khó khăn, tích cực lao động, học tập, tham gia phát triển kinh tế nhằm xây dựng thành phố Cam Tranh ngày càng giàu đẹp văn minh chương trình thời sự tối nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Cánh Hòa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.